Xin chào tất cả các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Sửa Xe Đạp Tâm Đức, Tâm Đức Cycle các anh chị nhé. Và hôm nay em sẽ làm một cái video để so sánh chi tiết hai cái con xe mà em đang đứng cạnh. Đây là Giant ADV Propel bản 1D và Giant ADV Propel bản 2D. Dòng ADV Propel của Giant thiết kế thì rất là nổi tiếng và cũng như là được rất là nhiều khách hàng ở trên toàn thế giới đón nhận. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một dòng xe thương hiệu và có chất lượng rất là ok, rất là ổn, khách hàng đặt rất là nhiều niềm tin. Vậy thì hôm nay hai cái bản này nó có gì khác biệt không các anh chị? Và nếu các anh chị nào có câu hỏi nào, muốn em làm cái video gì hoặc là có câu hỏi thắc mắc gì về hai cái dòng xe này muốn em so sánh thì hãy comment ở phía dưới các anh chị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh cái phần thiết kế của hai cái dòng này. Thì điểm chung của hai cái dòng này đó là gì ạ? Là dòng ADV Propel thì có chung một thiết kế. Đấy, chung một thiết kế khung sườn. Như các anh chị đã xem từ lâu nay, mình đã biết thì nó có chung điểm thiết kế về khung sườn. Và đối với hai cái dòng này thì điểm khác biệt là gì các anh chị? Điểm khác biệt đó là đầu tiên là cái giá thành các anh chị nhé. Cái dòng 1D ấy, thì giá của nó hiện tại đang phân phối chính hãng của Giant International ấy, cũng như là khu vực miền Nam ấy, thì là 87.390.000 đồng. Còn cái dòng 1D ấy, thì có giá phân phối của chính hãng là 65.790.000 đồng. Vậy thì với hai cái giá đó mình sẽ tìm hiểu cái sự khác biệt các anh chị nhá. Đầu tiên em sẽ nói về sự khác biệt gì ạ? Về cái màu sơn của khung các anh chị nhá. ADV Propel 1D ấy, thì sơn của nó là sơn nhám và sơn màu đen các anh chị nhá. Sơn nhám và sơn màu đen. Còn dòng 2D thì nó là sơn bóng và sơn màu xám lông chuột có phủ kim tuyến các anh chị nhá. Điểm khác biệt thứ nhất màu sơn các anh chị ha. Tiếp tục chúng ta sẽ nói gì ạ? Về cái điểm khác biệt thứ hai là gì ạ? Cặp vành các anh chị nhá. Cặp vành trước và cặp vành sau. Vành của bản 1D là gì ạ? Là cái vành carbon 4 phân anh chị nhá. Và vành của bản 2D là vành nhôm 4 phân anh chị nhá. Vành nhôm 4 phân. Căm nhỉ? Rồi. Căm thì cả hai bên đều là căm căm tròn và có số căm 24 phía trước, 24 phía sau luôn anh chị nhá. Ok, tiếp tục, đó là cái điểm khác biệt thứ hai các anh chị nhá. Em nhấn mạnh là vành anh chị ha. Vành trước một bên là 4 phân carbon, một bên 4 phân nhôm. Và bây giờ em sẽ đo thử cái kích thước vành này và hai cái vành sau cho anh chị xem nha. Thì cái vành này á, cái vành sau này như chị này là nó là vành 6/8 các anh chị nhá. 6/8. Đối với cái bản 1D các anh chị nhá. Đấy, còn cái bản vành của bên cái thằng 2D này á, nó là bản vành 4 phân và là vành nhôm. Đây là kích thước em đo thực tế cho anh chị, so sánh cho anh chị thực tế ha. Đó là cái điểm khác biệt nhỉ. Số 3 là vành số sau, vành sau ha. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm tiếp cái điểm khác biệt số 4. Điểm khác biệt số 4 là gì? Là cái bộ rúp, bộ truyền động các anh chị nhé. Bộ truyền động của bản 1D là bộ truyền động Shimano UTGRA 8020 6KNC các anh chị nhé. Còn bộ truyền động của ADV Propel bản 2D là gì ạ? Shimano 105R7020 các anh chị nhé. Có nghĩa là rúp Shimano thắng đĩa các anh chị ạ. Rúp Shimano thắng đĩa xích của KNC luôn nha anh chị nhá. Đấy, đó là sự khác biệt số 4 gì ạ? Số 4 là bộ khác biệt của bộ truyền động anh chị nhá. Em nhấn mạnh lại nha, bộ truyền động của bản 1D là gì ạ? Shimano UTRA 8020 6KMC và bộ truyền động của bản 2D là gì ạ? Shimano 105R7020 6 của KMC anh chị nhá. Và bây giờ ấy em sẽ so sánh cái phần cân nặng cho anh chị xem giữa hai cái bản là ADV Propel bản 1D và bản 2D cho anh chị xem nhé. Và trước mặt em thì em đang chuẩn bị cân cái bản nhỉ. Bản này là bản 1D anh chị nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ cân lên này, mấy ký ha. Đấy, cân nặng của con này nè, để em cho nó ổn định xíu anh chị ha. Nó đổ khoảng tầm 8,4 anh chị nhé. Đây, 8,4 anh chị ha. Rồi, 8,39kg. Và bây giờ em sẽ cân thử cái con bản 2D xem là bao nhiêu anh chị nhé. Và đây là cái phần cân nặng của cái con bản 2D các anh chị nhé. Thì em sẽ cân và quay lên cho anh chị xem luôn này.
8,99 kg các anh chị nha, tức là gần 9 kg đấy, thì nó nặng hơn đâu tầm 0,5 kg các anh chị nha, nó nặng hơn đâu 0,5 kg. Con này là 8,9 kg các anh chị ha. Đây em sẽ quay đây chi tiết để zoom lên màn hình cho anh chị xem ha. Rồi ok ha. Và nếu như em có hai chiếc xe này thì theo các anh chị theo em sẽ chọn cái xe nào đúng không anh chị? Bây giờ em sẽ có một cái câu hỏi nhỏ như vậy. Nếu như có hai chiếc xe này trong cùng một showroom thì mình sẽ chọn cái xe nào anh chị nhé? Thì nếu bây giờ nếu là em, nếu mà em có đủ tiền đương nhiên em sẽ có lấy cái chiếc xe mắc hơn rồi. Tuy nhiên ở đây mình sẽ xét đến cái khía cạnh là vấn đề tầm tài chính của mình các anh chị nhé. Tầm tài chính có thể chi cho chiếc xe của mình là bao nhiêu. Hoặc như nếu như các anh chị có khoảng tầm gần 80, xe này gần 90 triệu tức là 87,390,000 đồng, thì ok rồi, mình chả cần phải cân nhắc gì nhiều các anh chị. Mình có thể chia chiếc xe này mình đạp, vì đương nhiên cái trải nghiệm của mình nó sẽ tốt hơn, cái đồ mình đi nó sẽ đẳng cấp hơn một chút xíu. Và có thể là ra ngoài hội hè đó, mình gặp bạn bè thì mình cảm giác con người mình nó sẽ tự tin hơn. Đấy các anh chị. Nhưng nếu các anh chị có cái tầm tiền khoảng tầm 67 triệu hơn chút xíu thì cái này là một cái lựa chọn rất là ok, cũng rất là ổn rồi. Nếu như một thời gian nữa anh chị chạy có nhiều trải nghiệm hơn, mình có thể nâng cấp hơn, mình có nhiều kinh nghiệm rồi, mình có nhiều trải nghiệm rồi và mình có một chút kiến thức về xe đạp nữa, cái đó cũng rất là quan trọng anh chị, thì mình có thể nâng cấp một chút xíu, nó là về cầm vành chẳng hạn, thì em nghĩ là anh chị sẽ tự tin trên mọi cung đường thôi. Đấy, thì vấn đề ở đây mình sẽ đến khía cạnh đó là tầm tài chính của mình có thể chi cho chiếc xe là bao nhiêu các anh chị. Đấy thì trên này là em đã giới thiệu cho anh chị hai chiếc xe này, thì mọi chi tiết liên hệ vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của Tâm Đức cũng như là hotline hoặc fanpage. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào.